canh tác lúa ở vùng đất bị nhiễm phèn, tại sao phải kiểm tra pH đất lúa đầu vụ? Để kiểm tra pH đất lúa đầu vụ, cách làm như thế nào là đúng? Nội dung cụ thể sẽ được giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ hướng dẫn chi tiết. Chào bà con nông dân và các bạn xem đài. Cái chủ đề ngày hôm nay tôi muốn trao đổi với bà con là cái cách để mình kiểm tra pH ruộng lúa đầu vụ. Mục tiêu của cái việc kiểm tra pH này để làm gì? Để chúng ta xem coi như vậy là cái ruộng của mình mà trước khi xuống giống á, cái độ chua của nó tới cỡ nào. Nếu như mà nó chưa phù hợp để chúng ta có cái biện pháp mà khắc phục rồi mới xuống giống. Bởi vì có những cái trường hợp bà con sau khi xuống giống rồi, một thời gian sau vô nước cái là lúa nó nổi phịch lên hết trơn. Là bởi vì á, là cái đất của mình nó chua nên cái rễ của cái cây lúa non không có bám vô được. Nên chính vì vậy bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra cái pH đầu vụ là vậy. Bây giờ để kiểm tra pH của ruộng lúa đầu vụ thì chúng ta phải làm như thế nào? Có nghĩa là sau khi mà bà con mình đã trục trạc và trang bằng mặt ruộng là rồi như thế này đây, thì bà con chọn như vậy là 3 điểm bất kỳ ở trong cái ruộng lúa của mình. Nếu như mà cái ruộng mình có không bằng phẳng thì bà con nên chọn một cái chỗ gò, một chỗ trũng và một cái chỗ trung bình. Nói chung là 3 cái điểm để đại diện cho cái ruộng của mình đó. Thì tại mỗi điểm đó, bà con có thể là dùng tay cũng được hay là dùng len cũng được, đào một cái lỗ, tôi gọi là cái lỗ bởi vì nó nhỏ thôi, chứ nói cái hố thì bà con tưởng nó to. Một cái lỗ thôi, cái lỗ này bề ngang và khoảng cái chừng một gang tay, tức là khoảng 2 tấc như thế này, và sâu cũng chỉ khoảng chừng 2 tấc. Bởi vì tôi biết bây giờ cái ruộng lúa của bà con của mình là cái tầng canh tác chỉ vào khoảng là 7 phân một tấc thôi, nhưng mà chúng ta cũng lấy xuống tới một gang tay đi chẳng cho nó chắc. Thì sau khi bà con đào cái lỗ này rồi đó, móc cái lỗ này rồi đó, thì bà con múc nước ở trong cái lỗ này chúng ta hất bỏ đi. Bởi vì nhiều khi lúc mình đang đào như vậy là cái nước mặt nó vô, thì không phải là cái nước ở trong đất, mà mình muốn đo là đo cái độ chua nó nằm ở trong đất. Bởi vì cái tầng rễ của cái cây lúa sau này nó ăn sâu vào ở trong đất á, nên chúng ta múc cái nước đó chúng ta hất bỏ đi và chúng ta chờ cho nước ở trong đất á nó rịn vô cho đầy cái hố này, đầy cái lỗ này. Khi mà nó đầy cái lỗ rồi thì bà con dùng một cái ca hay là một cái miếng dùa cũng được, nói chung là cái gì đó mà chúng ta có thể múc được cái nước đó ở trong cái lỗ đó, chúng ta đem vô bờ để mà chúng ta đo pH của nó. Đo pH bà con có thể dùng, nếu mà có máy đo thì quá tốt. Còn nếu không á, thì bà con có thể là dùng cái giấy quỳ. Bởi vì cái giấy quỳ thì nó cũng rẻ và tiện lợi, nên bà con cũng có thể dùng cái giấy quỳ. Bởi vì mình không phải là làm thí nghiệm nên cần tới cái độ mà nó quá chính xác, nên cái giấy quỳ cũng rất là tốt. Nhưng khi bà con sử dụng các cái dụng cụ hay là cái máy móc này để mà đo pH đó, thì đối với máy đo pH đó, thì bà con nhớ một cái điểm là cần phải chỉnh cái máy đo lại cho nó chính xác theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Chúng ta chỉ cần đọc cái bảng là chúng ta biết pH đó bằng mấy. Còn đối với việc mà đo bằng cái giấy quỳ đó thì bà con lưu ý như thế này: khi mà bà con đo đó thì nước mình múc vô thì không phải là nó trong vắt mà thế nào nó cũng có lợn cợn bùn, nên khi bà con chấm cái giấy quỳ thì chỉ chấm một góc vào trong cái nước mà mình lấy vô đó thôi, chứ đừng có nhúng vô như thế này, bùn nó sẽ dính trên cái tờ giấy, nó thay đổi màu, nó không còn chính xác. Mình để một góc vô như thế này để nước nó ngấm từ từ lên, sau khoảng cỡ chừng là 15-20 giây gì đó thì bà con có thể đo so lại với cái màu mà ở trên cái tập mà giấy đo pH người ta đã cho mình, thì lúc đó bà con sẽ coi như vậy là cái trị số của nó là mấy. Bà con lưu ý là khi nào mà bà con thấy rằng cái pH của nước ruộng lúa của mình á, mà từ 5,5 trở lên thì như vậy là bà con yên tâm, cứ là đem giống xạ là chúng ta yên chí. Còn nếu như mà nó dưới 5,5 thì như vậy là bà con biết là pH mà dưới 5,5 thì trong ruộng lúa của mình các cái độc chất mà phèn đó nó hòa tan vô nhiều lắm. Nên như vậy là bắt buộc chúng ta phải có cái biện pháp xử lý tiếp theo, để tới chừng nào mà pH của nó từ 5,5 trở lên thì chúng ta mới xuống giống. Thì đấy là một số vấn đề mà chúng tôi trao đổi với bà con. Chúc bà con thành công. Cách kiểm tra pH đất lúa đầu vụ. Sau khi làm bằng mặt ruộng,
chọn 3 điểm trong ruộng để đo pH. Tại mỗi điểm dùng tay hay len móc một lỗ có kích thước 20 x 20cm, rộng 1 gang tay, sâu 1 gang tay. Múc bỏ hết nước trong lỗ. Chơi nước trong đất vào đầy lỗ. Dùng ca hay ly múc nước trong lỗ đem vô bờ đo pH. Dùng máy đo pH hay giấy để đo. pH trên 5,5 là xuống giống được. Châu Hoàng Đồng Hành của nhà nông.